Em không biết là chị Dạ có bao giờ nghe nhạc mà không phải của ca sĩ đó hát chưa? À, kiểu như là cover đúng không? Dạ đúng rồi. Mình hát lại đúng không? Dạ, mình hát lại, mình đăng lên cho mọi người theo dõi. Có chứ, cũng khá là thích. Bởi vì chưa chắc cái người chủ của cái bài hát đó mà hát cái bài hát đó hay bằng cái bạn cover. Cái đó là mình nói thật sự. Ý là chị có bao giờ mà hát hay hơn ca sĩ chưa? Chị nghĩ là chưa. Ừ, dù gì rồi. Mình cũng là nghệ sĩ hài mà mình hát sao bằng ca sĩ. Có chăng thì mình chỉ tự dám cảm nhận điều đó một mình thôi. Dạ. Chị đã bao giờ nghe tới bạn Hương Ly chưa? Nghe nhiều. Nghe nhiều luôn. Đây là một cô gái khá nổi tiếng trên YouTube thời gian gần đây, bởi vì những cái ca khúc cover của cô ấy đạt được rất là nhiều lượt theo dõi. Đúng rồi, và cô ấy cũng ca hát rất là hay nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiết mục tài năng của Hương Ly. Fine.
biết trách ai bây giờ. Nỡ bỏ anh lại giữa muôn vàn người, phải tự loay hoay đi tìm nhau chốn nhân duyên. Buồn lắm anh ơi, em xót thương cho phận mình. Cứ sao yêu anh mà em lại là người đến sau. Em biết em sai vậy mà con tim vẫn đi sai đường. Có lẽ chuyện tình mình chỉ đến thế thôi. Nhưng rồi ngay sau đây xin mời thí sinh mang số báo danh 1989 của cuộc thi Hoa hậu Hàn Vũ Siêu Trái Đất Siêu Vũ Trụ năm 2020. Dạ em chào chị. Em chào chị. Em chào chị. Chào bạn. Xin mời phần giới thiệu của thí sinh mang số báo danh 1989. Nó bây giờ đến từ Cao Minh Lan. Giọng nói ấy mới ngọt ngào làm sao vô thẳng trái tim tôi. Em ơi, em đã sẵn sàng cho vòng thi ứng xử của mình chưa? Vậy là em sẵn sàng chưa em? Em sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Mời em. Đây tôi đọc. Câu hỏi dành cho thí sinh mang số báo danh 1989 đó chính là: tại sao bạn nghĩ mình xứng đáng trở thành hoa hậu? Mời em trả lời. Dạ vâng. Với câu hỏi này thì là bây giờ xin được phép trả lời. Và lời nói đầu tiên xin cho phép là bây giờ gửi đến ban giám khảo và quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị khán giả, kính thưa ban giám khảo và kính thưa anh MC, em quên câu hỏi rồi. À dạ dạ. Câu hỏi dành cho Lâm Vĩ Dạ là: tại sao bạn lại nghĩ mình xứng đáng trở thành hoa hậu? Dạ vâng. Dạ. Kính thưa quý vị, với câu hỏi này thì Lâm Vĩ Dạ xin được phép trả lời. Bởi vì Lâm Vĩ Dạ nghĩ là mình có đầy đủ những tố chất để có thể trở thành hoa hậu. Ủa đó là gì vậy em? Người ta có câu: có công mài sắt có ngày nên kim. Và đây là một đôi vòng tay đã được giám đốc đạo cụ mài từ một cục sắt. Và ngày hôm nay khi đến với cuộc thi hoa hậu này thì Lâm Vĩ Dạ rất vinh dự được đeo một cái cục sắt với hình dáng là một đôi bông tai. Dạ cái này quý vị. Em thật là xuất sắc. Ôi giọng cười ấy lại đi từ trái tim của cô ấy bắt qua chiếc cầu Bình Lợi đến với trái tim tôi. Em ơi, anh có một câu hỏi nho nhỏ nữa, đây là câu hỏi của anh dành riêng cho em nha. Dạ. Em là người đầu tiên bước vào đây thì tại sao em lại mang số báo danh 1989 chứ không phải là số 1 nhỉ? Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi vừa rồi của anh MC. Lâm Vĩ Dạ cảm thấy rất là thú vị với câu hỏi vừa rồi. Và kính thưa quý vị và kính thưa ban giám khảo cũng như là thưa anh MC. Dạ thưa, anh hỏi gì ấy nhỉ?
À, anh hỏi là tại sao em lại mang số báo danh 1989 ấy? À dạ, 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 kính thưa quý vị khán giả, kính thưa ban giám khảo và kính thưa anh MC, vì sao em lại mang số danh 1989? Đó là một điều rất là thú vị và may mắn, bởi vì 1989 nó chính là 1989 thưa quý vị. Dạ. Không, anh muốn hỏi là cái ý nghĩa của cái số 1989 đó chứ anh không hỏi là em phân tích là 1989 là cái gì. À, ý nghĩa của số 1989 lại là một điều rất là thú vị và trùng hợp. Bởi vì sao? Bởi vì số 1989 nó chính là năm sinh của em thưa quý vị. Đó chính là năm sinh của cô em. Đúng như vậy. Dạ. Em ơi. Dạ. Vậy tính ra em là chị của anh. Em là chị của anh. Dạ là sao? Chị. Dạ. Tại sao chị lại đến đây? Thi Hoa Hậu. Dạ, Thi Hoa Hậu là người ta tuổi từ 18 tới 27. Chị năm nay đã 31 tuổi rồi. Thì sao anh? Ai xét vô cho chị vô đây? Đâu có ai xét gì. Nãy thấy bạn kia đi thay đồ quá, treo cái đàm đẹp quá, bận lũi vô đây luôn.